Hi, xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube Thần Tô Bóp. Và chủ đề ngày hôm nay đó chính là bài tập sóng điện từ. Và dạng bài tập đó là tìm giới hạn của mặt tròn sóng. Và hiển nhiên để học được cái chỗ này thì bên cạnh chuẩn bị kiến thức thì các bạn cần trang bị một cái máy tính nha. Và ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu, thì sẽ xuất phát từ một cái công thức, đó là bước sóng lambda bằng C nhân với T bằng C chia cho F. Trong đó C là 3 nhân 10 mũ 8 và T này thì bằng 2 pi căn LC. Thì đây là công thức tính bước sóng điện từ. Vậy thì ở dạng này thì sẽ xuất hiện những trường hợp như thế nào? Ta thấy đó là trường hợp thứ nhất. Nếu người ta cho L này biến thiên từ L1 đến L2, hoặc là cho cả luôn cái chữ C là tủ xoáy biến thiên từ C1 đến C2, hỏi giới hạn của bước sóng. Thì ở đây lambda này nè nằm trong giới hạn nào, nghĩa là lambda min đến lambda max. Thì nhìn vào công thức lambda này, chúng ta thấy là lambda này tỷ lệ thuận với căn bậc 2 của LC. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có được là lambda min là bằng 3 nhân 10 mũ 8 nhân cho 2 pi căn L1 và C1. Ở đây chúng ta tiếp tục, đó là 3 nhân 10 mũ 8 nhân cho 2 pi căn L2 C2. Các bạn thế các thông số đề bài vào thì chúng ta sẽ tìm được giới hạn của bước sóng. Trường hợp nhất như vậy. Bây giờ chúng ta có trường hợp thứ hai, đó là người ta cho cái giới hạn của bước sóng từ lambda min cho đến lambda max. Và yêu cầu của đề bài là tìm giới hạn của tụ, nghĩa là cái CV chúng ta này, cái tụ xoay này sẽ có giới hạn trong cái đoạn từ C min đến C max. Và để giải được vấn đề này thì chúng ta cũng quay lại công thức gốc phía trên, lambda bằng 3 mũ 8 nhân 2 pi căn LC. Và từ đây chúng ta sẽ có được cái chữ C. Được chuyển đổi là lambda bình phương chia cho 3 nhân 10 mũ 8 nhân cho 2 pi tất cả bình phương nhân với L. Vậy thì sau khi có bước sóng và sẽ có lâu có C này, thì chúng ta sẽ thấy rằng là chữ C tỷ lệ thuận với lambda bình phương. Vậy thì ở đây chúng ta cũng hoàn toàn có được C min ứng với lambda min bình phương chia cho 3 nhân 10 mũ 8 nhân cho 2 pi tất cả bình phương L CV. Và C max chúng ta là lambda max bình phương chia cho 3 nhân 10 mũ 8 nhân 2 pi tất cả bình phương L. Vậy chúng ta tìm được cái giới hạn của cái tụ xoay này ha, từ C min cho đến C max. Và trường hợp thứ ba mà đề bài có thể cho chúng ta, đó là cho cái giới hạn của bước sóng từ lambda min cho đến lambda max và yêu cầu chúng ta tìm giới hạn của độ tự cảm L. Vì thế đây L sẽ từ L min cho đến L max. Và với cách tương tự của cái việc chuyển đổi chữ C, chữ C thì L sẽ bằng lambda bình chia cho 3 nhân 10 mũ 8 nhân 2 pi tất cả bình phương và nhân với C, thì chúng ta sẽ có được cái giới hạn của L. Thì mong các bạn tự điền cái trường hợp 3 này vào nhé. Và bây giờ để hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng tham khảo một số ví dụ. Và để đơn giản thì tôi sẽ có một cái ví dụ viết rút gọn như này. Một cái mạch chấn động gồm có L biến thiên từ 10 cho đến 100 mH và một cái tụ điện có điện dung C biến thiên từ 50 cho đến 500 picofarad với yêu cầu là tìm giới hạn bước sóng điện từ. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng ngay cái phương pháp giải mà chúng ta vừa được học, đó là lambda này
nằm trong cái giới hạn từ lambda min, nghĩa là 3 nhân 10 mũ 8 nhân cho 2 pi căn bậc 2 của L1 và C1. Ở đây L1 là 10 mili, nghĩa là 10 nhân 10 mũ trừ 3, và C1 đó là 50 nhân 10 mũ trừ 12 khi chúng ta đổi sang đơn vị chuẩn. Và tương tự như vậy, ta có là 3 nhân 10 mũ 8 nhân 2 pi căn L2 C2, đó là 100 nhân 10 mũ trừ 3, và C là 500 nhân 10 mũ trừ 12. Bước tiếp theo đó chính là bấm máy tính. Và sau khi bấm máy tính, chúng ta có kết quả là lambda này nằm trong giới hạn là 1332,8 cho đến 13.328,6 mét. Và tiếp theo chúng ta có cái ví dụ thứ hai, đó là một mạch chơi động gồm có L bằng 50 mili henry và một cái tụ xoay thì thu được cái sóng điện từ có bước sóng từ 20 mét đến 60 mét. Tìm giá trị giới hạn của tụ xoay đó, chúng ta sẽ áp dụng cái công thức của cái trường hợp 2. Chúng ta có là chữ CV này nằm trong giới hạn từ C min cho tới C max, và chữ C thì sẽ bằng lambda bình phương chia cho 3 nhân 10 mũ 8 nhân 2 pi tất cả bình phương L. Và bên đây cũng vậy, lambda bình phương 3 nhân 10 mũ 8 nhân với 2 pi tất cả bình phương nhân L. Như thế đây, lambda này sẽ là lambda min và lambda này chính là lambda max. Chúng ta thế các thông số của đề bài vô với lambda min bằng 20 mét và L là 50 mHg, nhớ đổi sẽ đơn vị chuẩn nha. Nào, bây giờ chúng ta cùng bấm máy tính. Và sau khi bấm máy tính thì chúng ta sẽ có kết quả là cái C là biến thiên từ 2,25 nhân 10 mũ trừ 15 cho đến 2,026 nhân 10 mũ trừ 14. C có đơn vị là farad. Và đến đây thì thầy nghĩ rằng là các bạn chúng ta hoàn toàn có thể giải được các bài tập tương tự của dạng bài tập giới hạn của cái mạch chọn sóng. Chúc các bạn bây giờ vật lý vui vẻ và thành công. Học vật lý cũng phải tốt, máy đến.